Chào tất cả các bạn đến với bài số 2 tính toán các đặc điểm địa mạo thủy hệ của lưu vực. Nội dung trong bài này sẽ có các phần sau. Chúng ta sẽ tính toán diện tích lưu vực, chu vi lưu vực, chiều dài lưu vực, chiều rộng bình quân của lưu vực, xác định hình dạng của lưu vực, độ cao bình quân trên lưu vực, độ dốc bình quân trên lưu vực, gắn bậc sông suối, xác định dòng chính, tính chiều dài của dòng chính, tạo mặt cắt dọc dòng chính, tính độ dốc của dòng chính, mật độ sông suối và tính thời gian tập trung nước. Thì trước tiên chúng ta sẽ khởi động QGIS Desktop with RAS, sau đó chúng ta sẽ thêm cái tập tin là lưu vực trong xếp file vào trong cái khung layer. Đây chính là đánh giấy của lưu vực chúng ta sẽ xử lý. Tiếp theo chúng ta sẽ mở đường tính của cái lưu vực lên. Chúng ta thiết lập biểu tượng Open Field Calculator để tính toán cái thuộc tính diện tích của lưu vực. Ở đây chúng ta sẽ khai báo cái trường diện tích, gọi là loại số thập phân, và chúng ta sẽ nhập vào trong cái khung regression này cái hàm tính diện tích, nó là đô la AR. Ở đây chúng ta sau khi chúng ta nhập vào xong thì chúng ta sẽ tích lít OK, thì đây chúng ta sẽ có được cái diện tích của lưu vực. Ở đây chúng ta lưu ý là cái đơn vị đo của diện tích lưu vực này là theo cái hệ là hệ mét, đơn vị mặc định là mét vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ tính chu vi. Tính chu vi của lưu vực thì chúng ta sẽ vẫn sẽ sử dụng công cụ là Open Field Calculator, nhưng chúng ta sẽ thay thế cái hàm hàm chu vi là đô la perimeter, và cái đơn vị này cũng chính là đơn vị chu vi, nó chính là đơn vị mét. Sau khi chúng ta hoàn tất, chúng ta sẽ lưu cái quả tính diện tích và chu vi của lưu vực bằng cách lên vào cái biểu tượng cái viết này để chúng ta save lại cái quả tính. Tiếp theo chúng ta cài một phần mở rộng có tên gọi là Whitebox Tool. Phần mở rộng này chúng ta sẽ trên menu chúng ta sẽ chọn là biểu tượng plugin, sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái phần cài đặt là Install Form Zip từ một cái tập team nén mà chúng ta đã được nhận được trong cái thực hành hai dữ liệu này. Sau đó thì chúng ta select vào Install để chúng ta bắt đầu cài đặt, chọn Z, và sau khi hoàn tất cài đặt chúng ta close lại, đóng lại. Tiếp theo trên menu chúng ta sẽ chọn Setting Option và chúng ta sẽ vào cái mục là đồ setting. Chúng ta chọn vào cái chỗ là Provider Whitebox Tool, và chúng ta sẽ click đôi vào cái mục là Whitebox Tool Executable này, và chúng ta sẽ chọn đến cái thông tin là whitebox.se và hit OK. Bước tiếp cuối cùng là chúng ta sẽ mở rồi sẽ toolbox, nó sẽ nhận xem là cái whitebox tool nó đã có chưa. Nếu nó có thì coi như ta đã hoàn tất. Tiếp theo chúng ta sẽ tính chiều dài lưu vực. Chiều dài của lưu vực thì chúng ta sẽ tính toán dựa trên hai cái dữ liệu, đó là dam fin chấm tiếp và lưu vực chấm tiếp. Nó sẽ thêm hai cái thông tin trotter này vào. Và trong cái rồi sẽ toolbox chúng ta sẽ chọn đến cái công cụ là longest flow path. Trong đoạn nó ghi tập flow path, chúng ta sẽ khai báo input dam file là dam fin chấm tiếp, basin file là lưu vực chấm tiếp, và output file là một cái tập tin tên là chiều dài lưu vực chấm xếp file, và chúng ta run. Sau khi chúng ta hoàn tất, chúng ta mở thuộc tính của cái tập tin chiều dài lưu vực này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái cột gọi là len. Đây chính là chiều dài của lưu vực. Từ cái diện tích, từ cái chiều dài, chúng ta sẽ tính được chiều rộng bình quân của lưu vực. Chúng ta sẽ tạo một cái trường có tên gọi là chiều rộng, dạng là dạng số đó là số thập phân, và chúng ta sẽ nhập cái hàm vào, nhập cái hàm tính vào, nó sẽ bằng là diện tích, đúng không nào, bằng diện tích chúng ta chia cho chiều dài của lưu vực. Chiều dài của lưu vực là con số nãy chúng ta đã tính thì nó là 49995.37. Chúng ta lên OK. Đây là kết quả tính chiều rộng. Để tính được cái hình dạng của lưu vực thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chỉ số gọi là Ravenius KG. Cái chỉ số này nó sẽ được tính theo cái công thức là chu vi chia cho 2 nhân cho pi nhân cho diện tích mũ 0.5. Chúng ta sẽ mở thuộc tính của lưu vực lên và chúng ta tạo tiếp một cái trường đặt tên nó là trường hình dạng và nhập về công thức thứ ba. Thì khi đó chúng ta sẽ có được con số đây là 2.337. Và hoàn tất việc tính toán chiều rộng và hình dạng chúng ta sẽ
sẽ tắt cái biên tập đi và ta lưu lại kết quả. Đối với độ cao bình quân của lưu vực thì chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu đem chấm tiếp và thêm vào trong quiz. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy phải vào cái dữ liệu này, chọn property và trong cửa sổ layer property thì chúng ta chọn information và chúng ta tìm đến cái mục B1 xem cái thống kê là statistical mean. Nó sẽ có được giá trị độ cao trung bình là 63.79. Đối với độ dốc bình quân thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là slope, khai báo cái input đem và đem chấm tiếp. Unit là percent, tức là đơn vị độ dốc, nó có thể là theo phần trăm hoặc theo theo độ ha, degree ha, ta phải chọn phần trăm. Output file chọn độ dốc của lưu vực chấm tiếp. Sau đó thì chúng ta sẽ run và muốn xem kết quả giá trị của bình quân bao nhiêu thì chúng ta sẽ lên chuột phải chọn property và lại tìm đến cái mục là information B1 thì chúng ta sẽ có kết quả là 2.38. Để gắn được bậc sông suối thì chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu là hướng dòng chảy chấm tiếp và sông suối chấm tiếp, chúng ta thêm vào trong quiz và chúng ta dùng một công cụ gọi là Staller Stream Order, tức là gắn cái hệ cái bậc sông suối theo cái hệ số Staller và chúng ta sẽ khai báo input D8 pointer file là hướng dòng chảy chấm tiếp, input stream file là sông suối chấm tiếp và output file đặt tên là bậc sông suối chấm tiếp. Sau khi hoàn tất chúng ta sẽ thấy kết quả xuất hiện đây thì chúng ta có bậc sông suối có 4 giá trị là 1, 2, 3, 4. Để xác định dòng chính thì chúng ta dùng công cụ gọi là Feynman stream, Feynman stream chúng ta khai báo input D8 pointer file là hướng dòng chảy chấm tiếp, input stream file là sông suối chấm tiếp, output file là dòng chảy chấm tiếp và run. Thì sau khi hoàn tất chúng ta đóng cửa sổ lại và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển cái file dòng chảy chấm tiếp này sang dạng vector. Chúng ta dùng công cụ gọi là raster stream to vector và khai báo là input stream file nó chính là dòng chảy chấm tiếp, input D8 pointer là cái dòng chảy chấm tiếp và output file là dòng chính chấm xếp file. Và đây là kết quả, sẽ có thể là nó sẽ là đường màu hồng ở đây, tím tím ở đây. Cái file dòng chảy chấm xếp file này chưa có hệ độ thì nó sẽ gạt từ nó bằng cách chúng ta sẽ lít phải và chọn property trong cửa sổ layer property, chúng ta chọn sort và chúng ta đến mục là size coordinate preference system, nó sẽ gắn tọa độ cho nó là hệ độ là UTM-48. Sau khi gắn hệ độ xong chúng ta sẽ tính cái chiều dài của dòng chính và độ tính của dòng chính xếp file. Rồi để bật lại cái biểu tượng là Open Field Calculator, chúng ta tạo một cái trường là chiều dài cũng là dạng số được phân và chúng ta sẽ nhập cái hàm là hàm đô la len để chúng ta tính cái chiều dài của dòng chính. Rồi đây là kết quả tính ha. Rồi chúng ta sẽ lưu kết quả tính lại, lưu lại để tạo được cái mặt cắt dọc theo cái dòng chính thì chúng ta dùng công cụ là long profile. Ta sẽ khai báo cái input D8 pointer file là hướng dòng chảy chấm tiếp, input stream file là sông suối chấm tiếp và input dem file là dem chấm tiếp. Output file thì ta sẽ đặt tên là mặt cắt dọc trong HTML. Ta run. Sau đó chúng ta sẽ mở cái tập tin mà cắt dọc lên bằng trình duyệt web, ví dụ như là Chrome hoặc là Bing. Chúng ta lấy chuột phải về biểu đồ, chúng ta chọn là show point để nó hiển thị những cái vị trí ha. Vị trí trên cái mặt cắt này. Đã di chuyển con trỏ là đến cái điểm đầu ứng với cái cửa xả của lưu vực và điểm cuối xa nhất nó sẽ là thượng nguồn. Để chúng ta xác định độ cao. Thì ví dụ đây chúng ta xác định được là x nó bằng 0 y bằng 28.39. Và cho nên là x bằng 416.84.45 và y là 79.48. Thì từ cái hai cái giá trị này chúng ta sẽ tính được độ dốc. Độ dốc của dòng chính nó sẽ bằng là sẽ là độ cao 79.48 chia cho 28.19 chia cho trở lại về khoảng cách là 41684.40 cho nó chia cho cái chiều dài dòng chính là 41691.1 và nó nhân cho 100% thì nó sẽ ra được cái con số kết quả đây nó là 0.12%. Để tính được mật độ sông suối tức là cái tổng chiều dài sông suối trên diện tích của lưu vực thì chúng ta sẽ thêm cái sông suối xếp file vào và chúng ta sẽ dùng chức năng là basic static profile để chúng ta thống kê như thế nào.
chúng ta sẽ đóng ok, khai báo cái input layer là sông suối sẽ phải cái trường future calculate nó sẽ list on cho đóng cái là chiều dài và cái file đầu ra là file trong cái chiều dài sông suối trong HTML mà chúng ta run. Trong một log chúng ta sẽ xem cái tổng chiều dài sông suối ở đây chữ sum này là 169542 71 thì chúng ta sẽ áp dụng công thức lấy cái tổng chiều dài này chúng ta chia cho những cái lưu vực là đã tính ở những cái bước trước. Ở đây chúng ta sẽ nhân thêm 1.000 để là đổi nó sang đơn vị là km trên km vuông, kết quả là 0,34 km trên km vuông. Và từ chiều dài lưu vực từ độ dốc dòng chính chúng ta sẽ tính được thời gian tập trung nước theo công thức 0,0195 nhân với chiều dài lưu vực mũ 0,77 nhân cho độ dốc dòng chính mũ âm 0,385, kết quả nó sẽ ra là 17,97 giờ. Đó là cái phần chúng ta thực hành trên lớp. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài kiểm tra sử dụng dữ liệu lưu vực KT, SFA, cái diện tích, chu vi và chỉ số Gravenius. Và sử dụng cái dữ liệu đem phim KT chấm tiếp lưu vực KT chấm tiếp tính chiều dài lưu vực từ diện tích từ chiều dài tính chiều độ bình quân của lưu vực và sử dụng dữ liệu đem KT chấm tiếp và tính độ cao bình quân trong bình quân của lưu vực sử dụng dữ liệu là hướng dòng chảy KT chấm tiếp sông suối KT chấm tiếp đã gắn với sông suối và tính chiều dòng chính sử dụng dữ liệu hướng dòng chảy KT chấm tiếp sông suối KT chấm tiếp đem KT chấm tiếp tính được độ dốc của dòng chính và sử dụng cái dữ liệu sông suối trong shape file tính mật độ sông suối. Sau khi hoàn tất cái bài kiểm tra tôi sẽ điền câu trả lời vào Google Form. Đó là nội dung của cái bài số 2. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở bài sau.